Hãy nói với tôi. Tôi xin chào cho thấy chưa thấy một cái chàng trai nào mà nhảy mà nó sexy đến cỡ này. Bạn mang bộ đồ này mà tôi cảm thấy bạn đã sexy rồi. Yên chi mà bạn có đồ kia thì chết. Bỏ cái này ra tí xíu. Thì không biết bao nhiêu cô gái ở dưới như thế nào. Cái đẹp Hồ Ngọc Hà cũng phải chịu thua. Bạn tiếp mục này bạn tập lâu chưa? Tụi em tập bài này trong vòng một tuần rồi. Cái này là em tập cá nhân hay là tập đội? Bài này là em tập cho ca sĩ.
Cái này là bạn ấy biên tạo cho ca sĩ biểu diễn bài hát này, đúng không ạ? Và hôm nay bạn ấy biểu diễn cho quý vị, không phải tốn tiền vé thì phải tao không cho tràn người vỗ tay.